Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Cường Hàng Thùng, mình là Cường Kiên Thân. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Hàng Thùng Tuyển lên sóng vào lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh của Cường Hàng Thùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên tiếp tục với phần 4 của series Phong VIP. Và bọn mình vẫn sẽ giữ giá như cũ là 200.000 cho một sản phẩm, bao check chính hãng toàn quốc, bao mở hàng ra kiểm tra và bao ship toàn quốc nhá. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Kiên Thân khám phá 60 mã gọi là áo phông cổ bẻ polo đẹp nhất ở trong kiện VIP ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì sẽ là phần 4 của series hôm trước. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Kiên Thân khám phá những sản phẩm của ngày hôm nay nhé. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm với mã đầu tiên sẽ là mã 1. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với rất nhiều các cái thương hiệu lớn, ví dụ như là Adidas, ví dụ như là Nike, Polerham, rồi Tommy Hilfiger. Chúng ta sẽ có tất cả những sản phẩm ngon nhất ở trong kiện VIP. Và chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có tất cả những cái con này với giá sẽ là 200.000. Và mình nghĩ là đây sẽ là lô hàng cuối cùng rồi. Phần này là phần cuối cùng rồi. Có thể là phần sau, nhưng mà phần sau thì giá nó sẽ là 350 nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con Adidas màu xanh tím than như thế này. Chúng ta sẽ có chất liệu là chất liệu thể thao đến từ Adidas. Và chúng ta sẽ có chất liệu là Climalite nhé. Con này thì chúng ta sẽ có tem mác này, cúc kiếc đầy đủ này, gọi là tem Adidas ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái con màu xanh tím than với form size, logo là logo thêu nhé anh em nhé, độ mới trên 90. Form size của chúng ta ngày hôm nay sẽ là form size 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70 nhé. Mặc giúp mình mã này. Với cả mình nói luôn này là hàng của nhà mình lên ấy là sẽ hết rất là nhanh. Chính vì thế nên là anh em đừng gọi là đừng con này là độ rộng 45 này. Đợi mình đo nốt rồi mình sẽ nói cái câu chuyện đấy tiếp theo. Độ dài sẽ là 78 nha, mã 1 200.000. Hàng nhà mình ấy nó VIP và nó hết rất là nhanh. Chính vì thế nên là anh em không săn được, anh em cũng đừng nặng lời nhá. Là bởi vì là mình nói thật với anh em luôn là cái tương tác của nhà mình nó rất là cao. Mình không giống các shop khác. Chính vì thế nên là cái việc lên hàng của nhà mình ấy là phải săn mới được nhé, chứ không phải là nó có sẵn ở đấy xong rồi mọi người sẽ được nhảy được như thế kia, được kiểu cung phụng, kiểu chào đón các kiểu rồi chăm sóc thật là kỹ. Thì nhà mình không có câu chuyện đấy, là bởi vì nhà mình là mỗi một cái đơn hàng kiểu lên như thế này là sẽ có rất nhiều người họ cần cái sản phẩm như thế này. Và cũng nói thẳng luôn với tất cả mọi người luôn là khách nó nhiều, khách đông, thế nên là bắt buộc phải săn nhé, bắt buộc phải săn nhé, chứ không có cái câu chuyện là cứ đọc là có nhé. Ai chậm hơn 1-2 giây là hết rồi. Mã 2 chúng ta sẽ đến với cốt tông 100% của nhà Polerham với size 110. Con này chúng ta sẽ có độ rộng sẽ là 51. Và độ dài của con này sẽ là 84 ạ, 1m70 đến 1m75. Độ mới trên 90 nhá. Và cân nặng sẽ là 60, 5kg đến 75kg. Mặc dù mình mã này. Con này màu xám lông chuột đậm nhá. Mã này là mã 2. Đây là tất cả những con áo ở trong kiện phông VIP đây anh em ạ. Nó không phải là ở trong kiện phông thường đâu. Và bình thường những cái con này giá của nó sẽ là bao nhiêu? Giá của nó sẽ là 350. Nhưng ngày hôm nay thì tiếp tục với series mà mình được đón chờ rất là lâu và rất là nhiều ở trong cái kênh Cường Hàng Thùng này, thì bọn mình vẫn sẽ để giá như cũ để cho anh em có thể chơi. Tiếp tục mã tiếp theo. Anh em đợi tí mình sẽ tắt chuông đi đã. Nhiều người gọi lắm. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger với một con cốt tông mỏng Luxury cốt tông này anh em, đến từ nhà Tommy Hilfiger. Một cái dạng cốt tông vừa mỏng vừa mềm của Tommy Hilfiger nhé. Con này cũng là màu xám đậm và form size sẽ là 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-70 ạ. Con này là mã 3. Form size thì chắc chắn là form size chuẩn của form size M nhé, mình sẽ không đo nữa nhé. Có một vài con là chưa đo rồi ạ. Mã 3. Chúng ta sẽ có tem mác cúc kiếc đầy đủ và nó là dòng Luxury cốt tông này anh em nhé. Mã 4. Mã 4 chúng ta sẽ đến với một con áo thể thao của thương hiệu Nepa với size gọi là size 110. Chúng ta sẽ có một con đến từ một thương hiệu của Italia, Nepa hàng thể thao, màu xám cổ đen nhé, 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Mặc dù mình mã này mới đét đèn đẹp luôn. Mã 4. Hàng nhà mình là đẹp nhất thị trường và giá thậm chí là bây giờ cũng đang là rẻ nhất thị trường luôn. Anh em có thể đi tham khảo tất cả mọi nơi rồi hãy quay lại đây nhé. Hàng cực đẹp luôn. Con này phải mới đến 95%, 2 lít. Mã 5. Mã 5 chúng ta sẽ có một con đến từ thương hiệu Pink, một con dry polo. Và chúng ta sẽ đến với một con màu tím theo kiểu màu tím đậm. Chúng ta sẽ có gì? Mã 5 này chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái con với cốt tông 100%. Màu rất đẹp nha này, đến từ thương hiệu Pink. Con này 1m7 đến 1m75 và cân nặng là 70-80, mặc giúp mình nhá. Độ mới là 95%. Đây là cái tem của nó nhá, không phải là nó bị bong hay là bị làm sao đâu. Hàng Hàn Quốc đây anh em. Con này mới chắc phải đến 95-96% anh em ạ. Hàng siêu đỉnh thôi nhá, cúc đi kèm còn nguyên này. Quá đẹp. Tiếp tục. Mã 6 chúng ta sẽ đến với áo thể thao của thương hiệu Le Cáp. Và con này thì màu da cam nhá. Độ rộng 50 và độ dài là 75. Form size M tiếp này. Đây, từ con này trở đi là sẽ được đo này, 1m65 đến 1m72, cân nặng 60-70 ạ. Hàng của Le Cáp nhá, độ mới khoảng 95% cho một con. Và đây đều là những cái con ở trong mã VIP nhá. Anh em muốn xem cái clip mà mình liên quan đến cái việc mà mình đi mở kiện ấy thì anh em có thể xem qua cái kênh Cường Kiên Thân Official nhá. Còn cái kênh này chuyên bán hàng thôi. Mã này cũng sẽ là 2 lít ạ. Đồng giá ngày hôm nay sẽ là 200.000. Mã 6, mã 7. Mã 7 chúng ta sẽ đến với cốt tông 100%. Lại tiếp tục là cốt tông 100% đến từ thương hiệu Polerham. Con này thì màu của nó sẽ là màu xanh nhạt. Nó sẽ có một cái tag da của Polerham ở đằng trước ngực như thế này. Cho mọi người xem cái tag này trước này. Cái tag này bằng da thật nhé. Một chi tiết rất nhỏ thôi. Đây. Size M 6572, cân nặng 60-70. Cốt tông 100% nhé. Dành cho tất cả mọi người. Con này độ rộng là 45 và độ dài là 75. Đến từ nhà Polerham. Một thương hiệu cũng khá nổi tiếng đấy. Cúc kiếc tem mã còn đầy đủ. Tiếp tục. Mã tiếp theo là mã 8 ạ. Chúng ta sẽ đến với Uniqlo với độ rộng 48 và độ dài là 77. À không, con này không phải của Uniqlo, con này của thương hiệu Topton ạ. Size 100 đấy. Xám, lông chuột, 100% cốt tông nhé. Con này độ rộng 48, độ dài 77, 1m68, 1m75 và cân nặng là 60-70 nhé. Form của Topton cũng là form body. Độ mới 90%, bao mở hàng ra kiểm tra nhé. Tiếp. Mã 9 chúng ta sẽ đến với một con áo thể thao khá là đặc biệt. Đây là một con áo theo xe của thương hiệu Kia. Anh em đã từng đi xe của Kia chưa? Thì con này nó sẽ được tặng kèm khi mà anh em mua ô tô của Kia ấy. Size M 6572, cân nặng 60-70 nhé. Áo thể thao, thoáng khí. Đây, nó sẽ có logo Kia ở đây. Anh em nào đi xe Kia? Đây anh em, tem mác cúc kiếc đầy đủ và là hàng của Hàn Quốc nhé. Rất đẹp luôn, đây này. Ở đây nó còn có cái tag để ghi tên ở đây nữa này. Hàng thể thao co giãn nhẹ. Đây, cho anh em xem lại. Mã này sẽ là mã 9, độ mới 95. Mã 10 chúng ta sẽ đến với Renoma Sport. Chúng ta sẽ đến với một em Renoma màu nâu đậm. Cổ xanh và tay xanh. Chúng ta sẽ có hàng là hàng thể thao. Gọi là thể thao theo cái kiểu dạng công nghệ dệt, theo kiểu dạng dệt tổ ong anh em. Đây, 1m70 đến 1m75 và cân nặng là 70-80 nhá. Co giãn nhẹ, độ rộng 55 và độ dài là 80. Mọi người nhìn cái công nghệ dệt của Renoma này. Renoma là một thương hiệu đến từ Paris nha anh em nhé. Hàng nhà mình 100% là hàng hiệu đấy, không có những cái thương hiệu vớ vẩn đâu. Thương hiệu vớ vẩn mình không dám bán. Đấy là mình nói thẳng luôn. Và nếu có bán thì chắc là chỉ bán offline với giá 99.000 thôi. Tiếp tục. Mã 11 ạ, chúng ta sẽ đến với Pie Cạc Đanh. Một cái con Pie Cạc Đanh màu... con này là màu kem vàng. Vàng kem của Pie Cạc Đanh. Mã 11 nhá. Tất cả hàng của nhà mình đều bao mở hàng ra kiểm tra nha. Anh em cứ kiểm tra thoải mái nhé. 1m65, 1m70, cân nặng 60-70 này. Độ rộng 52 và độ dài là 75. Pie Cạc Đanh thêu ở phần túi này. Và chúng ta sẽ có tem mác cúc kiếc đầy đủ dành cho tất cả mọi người như thế này. Ok chưa? Tiếp tục. 12 chúng ta sẽ đến với Uniqlo màu hồng nhạt với độ rộng 50 và độ dài là 80. Con này tầm khoảng 1m7 đến 1m73, 74. Và cân nặng là khoảng 75kg. Đổ xuống. Form Uniqlo nó sẽ là cái form theo dạng body. Thế nên là mặc tầm con này 68 đến 75. Đấy là chiều cao. Mình có đọc thông số hết rồi nha. Con này thực ra nó chuyển sang màu trắng rồi chứ còn nó không phải là màu hồng nữa. Nó sẽ có ánh hồng thôi. 50, 80, độ rộng 50, độ dài 80. Và đương nhiên rồi, tem mác cúc kiếc đầy đủ dành cho tất cả anh em. Cúc còn nguyên này. Đó, độ mới 95%. Tiếp tục. 13 chúng ta sẽ đến với Crocodile. Một thương hiệu đến từ Hàn Quốc và được gọi là cá sấu Hàn Quốc. Đây là một con cá sấu Hàn Quốc. Chính vì thế nên là anh em sẽ được trải nghiệm một cái chất lượng rất là tốt. Nó ngang ngửa với chất lượng của Lacoste ạ. Con này cái thương hiệu này ngày xưa là phân phối Lacoste cho châu Á và về sau nó phát triển thương hiệu riêng. Con này thì màu của nó là màu da cam. Độ mới thì anh em cứ nhìn áo anh em tự phán xét nhé, bởi vì là độ mới áo của nhà mình luôn luôn là cao nhất thị trường. Độ rộng 45 và độ dài là 73, form size M, 65-72, cân nặng 60-70. Form size này thì rất là dễ đọc này, tem mác cúc kiệu đầy đủ. Mã này của chúng ta sẽ là mã 13, 14. 14 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger ạ. Con này thì lại dạng luxury cotton rồi. Con này cotton mềm, cực kỳ mềm mà nhẹ. Độ rộng 50 và độ dài là 73 với mã 14 nhá. Tommy Hilfiger. Đẹp chưa? 1m68, 1m72, cân nặng 60-70 ạ. Mình sẽ không sâu tem dưới đâu nhé, mất thời gian lắm. Còn độ mới áo của nhà mình đều trên 90, thậm chí là 95% cho một sản phẩm. Tiếp tục. Mã 15 chúng ta sẽ có gì? Mã 15 chúng ta sẽ có một con khá là rộng của thương hiệu Giordano với độ rộng 50 và độ dài là 80 này. Con này thì màu kem nhạt. 1m70, 1m75 và cân nặng là 70 đến 75 kg. Mặc giúp mình mã này nhá. 65 thì sẽ mặc theo kiểu form old school tí. Độ rộng 50, độ dài 80 ạ. Tem mác cốc kiếc đầy đủ. Không bẩn, không sờn, không rách. Đấy là những cái cam kết của hàng nhà mình. Và mình dám cho mọi người mở hàng ra kiểm tra bao cả đổi trả luôn thì mọi người không phải lo. Chỉ có vừa hay không mà. 16 chúng ta sẽ tiếp tục đến với Tommy Hilfiger. Và chúng ta sẽ đến với một con với độ dài lên đến tận 8 năm cơ. Đây là một con màu đen của Tommy Hilfiger nhé. Một con áo màu đen 1m70, 1m75 và cân nặng là 70-80kg. Mặc giúp mình nhé, cốt tông 100% của Tommy đấy ạ. Con này là form size dành cho những người hay mặc size L của châu Á ấy. Đây vẫn là hệ thống tem mác cúc kiếc đầy đủ giống như cũ thôi. Đó. Độ mới cực cao nhé. Đây những con đen của nhà mình là đen xì như này. Tiếp tục. Mã 17 chúng ta sẽ đến với Cheska. Và chúng ta sẽ đến với một cái con vải thể thao thoáng khí của thương hiệu Cheska. Một thương hiệu lại tiếp tục là made in Korea này. Con này thì 1m60 đến 1m65 thôi. Và cân nặng dưới 65kg với độ rộng là 45 và độ dài là 70 nhé. Chất liệu là thể thao và độ mới là 98%. Đến từ thương hiệu Cheska. Mặc cái hàng này thì sướng lắm, mát lắm. Và mình cũng nói thẳng luôn với tất cả anh em này, tem Hàn này, kể cả những con áo ba lỗ mình đang mặc này, cũng là hàng ở trong cái kiện hàng mà mình bán. Mình đã trải nghiệm cái hàng này suốt 10 năm nay rồi, mười mấy năm nay rồi. Và mình nói thật với anh em luôn là đã mặc hàng này là bị nghiện đấy. Mã 18 chúng ta sẽ có độ rộng là 45 và độ dài là 75. Một con đến từ thương hiệu Polerham. Màu da cam ạ. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70, độ mới là 95% nhá. Hàng mở kiện nước đầu tiên và là hàng đỉnh nhất của thị trường. Giá hiện tại cũng đang là rẻ nhất thị trường. Cái tính cạnh tranh của nhà mình nó rất là cao. Mình không thể đứng yên để nhìn tất cả mọi người kiểu ăn hôi ăn theo mình được. Mình sẽ phải làm để khẳng định tên tuổi của nhà mình. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con Balenciaga với mã 19, độ rộng 48 và độ dài là 72. Một con Balenciaga màu xanh nhạt. Chất liệu là cốt tông mỏng, đến từ nhà Balenciaga, hàng Hàn. 1m68, 1m72 và cân nặng là 65-75. Xanh nhạt nhé, độ mới cực cao luôn của nhà Balen. Đây, nó sẽ có một cái tag Balenciaga bằng kim loại ở đây. Toàn bộ quần áo không bẩn một tí nào luôn. Tiếp tục. Mã 20 chúng ta sẽ đến với Uniqlo. Một con màu xám đậm của nhà Uniqlo. Chúng ta sẽ có Uniqlo như thế này. Màu xám đậm nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70, form size M với độ rộng 48 và độ dài là 73. Mình sẽ không sâu tem dưới nữa đâu nha, mất thời gian cực kỳ luôn. Và anh em xem nhiều nó cũng bị chán ấy, bởi vì là có rất nhiều clip mình sâu hết tất cả mọi thứ rồi. Và tất cả những con này đều là kiện VIP. Ở trong kiện VIP ra, và mình cũng nói luôn là những con này là những cái con mà mình chính tay mình lọc ấy. Thế nên là tất cả nó đều phải còn hết thì nó mới được ở đây. Bỏ qua mã 20, chúng ta sẽ đến với mã 21. Chúng ta sẽ đến với một con Polo Ralph Lauren với độ rộng 48 và độ dài là 82 nhá. Màu rất đẹp luôn, con này màu xanh tím than này. Anh em nhìn kỹ giúp mình con áo. 1m68, 1m75, cân nặng 60-70. Form này là form body nhá. Của nhà Ralph Lauren. Biểu tượng của áo polo cổ bẻ. Độ rộng 48 và độ dài 82. Tem mác cúc kiếc đầy đủ nhá. Đây anh em. Đó, áo chính hãng nó thế này này. Tiếp tục. Mã 22 chúng ta sẽ đến với một em Nike màu đỏ. Con này thì độ rộng là 48 và độ dài là 86. 1m72 đến 1m78. cân nặng 65 đến 75 nhé. Mặc dù mình cotton 100% của nhà Nike, con này màu đỏ, độ mới là 95% nhé. Smooth này, dấu smooth là dấu smooth thêu. Áo màu đỏ. Bao mở hàng, hãy kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Không rách, không thủng và không sờn. Tiếp tục 23 chúng ta sẽ đến với một con cũng màu đỏ tiếp của thương hiệu Gust West đấy ạ. Đây, màu đỏ cổ xanh tím than, 1m65, 1m72, cân nặng 60-70 của nhà Gust. Logo thêu dấu hỏi chấm của thương hiệu Gust. Độ rộng 50 và độ dài là 76. Gust là một thương hiệu đến từ Mỹ. Chính vì thế nên là cái chất lượng cốt tông của nó cũng có nhiều thứ để bàn lắm anh em. Đây, tem mác cúc kia đầy đủ. Tiếp tục 24 chúng ta sẽ đến với La Fuma, một con đến từ một thương hiệu của Nhật Bản. Con này màu của nó là màu rêu, vàng rêu đây anh em, 52-83. Đây, cotton 100%, 1m70, 1m75, cân nặng 70-80. Mặc dù mình mã này nhá, logo thêu này, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đây, tem trên của nó đây và tem dưới chắc chắn sẽ đầy đủ. Hàng VIP của nhà mình luôn luôn là như thế này anh em nhé. Tem trên, tem dưới, cúc kiếc đầy đủ và đọc được từng chữ một luôn. 100% cotton và là organic cotton nhé. Tiếp tục 25 chúng ta sẽ đến với Crocodile. Chúng ta sẽ đến với một con áo của Hàn Quốc tiếp ạ. Crocodile, một con màu tím nhạt, chất liệu là thể thao, 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70 với độ rộng là 55 và độ dài là 78 nhé. Màu nó như thế này, cá sấu Hàn Quốc đây anh em, Crocodile thêu rất đẹp. Tiếp tục 26 chúng ta sẽ đến với cái gì? 26 chúng ta sẽ đến với American Eagle. Chúng ta sẽ đến với đại bàng Mỹ với một con màu xám đậm, American Eagle. Dạo gần đây mình rất là nhiều việc nhé, để lên được cái clip kiểu như thế này cho mọi người là mình cũng phải cân nong đo đếm thời gian phết đấy. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg nhé. Con này khá là nhỏ, form size S, 4572 ạ. Đây, tem nó đây, Hàn Quốc tiếp. Cho mọi người xem lại con áo nhé. Độ mới, độ hoàn thiện của con áo cực kỳ đẹp luôn. Này, logo này, chú đại bàng này, logo thêu nhé. Tiếp tục mã tiếp theo là mã 27 ạ. 27 chúng ta sẽ đến với một con của Uniqlo. Và đây là một con basic tee với độ mới là 95%. Con này thì màu của nó là màu xanh tím than đậm. Tất cả các cái cúc đều in logo của Ani. Đây, hàng của Uniqlo, đọc được từng chữ một nhé. Form size, con này là form size 65-70 và cân nặng là 60-70 này, form size M tiếp. Chúng ta sẽ có Uniqlo với độ mới 95, độ rộng 46, độ dài là 73. Mã là mã 27 nhé. Anh em vào nhìn áo giúp mình. Hàng nhà mình hàng mở kiện nước đầu tiên mà mình luôn luôn chọn mấy con ngon nhất đấy. Còn nhà khác thì mình không biết. Tiếp tục mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 28 và chúng ta sẽ đến với một con màu xanh nhạt của thương hiệu Polo Ralph Lauren nhé. Xanh nhạt, độ mới cũng thế thôi. Quan trọng nhất là có săn được hay không. Đây, 28 6572, cân nặng 60-70, Polo Ralph Lauren, độ mới 95%, tem mác cúc kiếc đầy đủ. Đấy, mọi người nhìn cái tem chính hãng của nó to, đẹp như thế này thôi mà. Hàng cotton 100%, mới đét. Đây, soi từ trái qua phải cho mọi người xem, không có một vết bẩn nào luôn, dã man cực kỳ luôn. 29 này. 29 chúng ta sẽ đến với một em Lacoste nhá. Chúng ta sẽ đến với em Lacoste đầu tiên. Màu xanh gần giống với màu xanh của Ralph Lauren nhưng mà nó đậm hơn một chút. Đây, chúng ta sẽ đến với mã này với một con Lacoste 1m65, 1m72, cân nặng 60-70 này. Nhanh thì còn này, 48-80. Mình soi gần soi xa đều được hết. Hàng VIP của nhà mình không bao giờ có vết bẩn đâu. Vết bẩn nó sẽ được lọc vào cái kiện giá rẻ hơn. Và cái kiện giá rẻ hơn về sau có khi mình sẽ làm những chương trình mua 1 tặng 1 luôn cho anh em xem. Tiếp tục 30 chúng ta sẽ đến với Polerham với một con màu bã trầu, basic tee. Toàn bộ áo là màu bã trầu nhá. Cúc kiếc còn nguyên, áo mới trên 90. Polerham. Đây, màu bã trầu. 6572, cân nặng 60-70 với độ rộng là 45 và độ dài là 73 nhá. Không có gì để nói về độ mới đâu anh em. Áo mới đét luôn. Đây anh em, cho anh em nhìn từ trái qua phải. Cả con áo đều rất đẹp nhá. Tiếp tục Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 31. Chúng ta sẽ đến với một em Polo Ralph Lauren màu xanh dương. Con này là màu xanh dương đậm, cực ngon luôn. 31. Đây nha, nhìn đẹp không? Đằng sau có chữ Spain này, Tây Ban Nha. Đằng trước cũng vậy. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70. Mặc dù mình mã này nhá, form body đã tay ngắn của Ralph Lauren. Mã này là mã 31. Tất cả đều là thêu anh em nhé. Hàng chất lượng cao, hàng chính hãng đấy ạ. 32 ạ. Mã bao nhiêu? 32 đúng không? 32 chúng ta sẽ đến với Ralph Lauren tiếp. Và con này thì màu xanh lá cây vạch hồng. Độ rộng 40 và độ dài là 72. Form size này là form size S rồi. Đây. Con này 1m55 đến 1m60 đấy ạ. Và cân nặng dưới 60kg. Hoặc là anh em có thể mua cho con, cho cháu được nhé. Bởi vì form này là form kid. Mình đọc lại này, độ rộng 40 và độ dài là 72 nhé. Đó, cotton 100% của nhà Ralph Lauren. Màu rất đẹp nhé. Và hàng rất mới luôn. Đây này, cốt kiếc đàng hoàng cho tất cả mọi người nhé. Tất cả đều hàng chính hãng hết đấy. 33 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Pat. Với một cái con mà mọi người có thể nhìn thấy logo của nó là logo hình chú tê giác ấy. Đây cũng là một thương hiệu của Hàn Quốc. 6572 và cân nặng là 60-70 của nhà Pat nhé. Con này độ rộng là 46 và độ dài là 70, độ dài là 70. Form hơi ngắn nhé, tầm 68 đổ xuống mặc là đẹp nhất. Chất liệu là chất liệu thể thao đến từ nhà Pat. Và cái này của nó là khóa kéo nhá. Khóa kéo. Và đến cả cái khóa nó cũng in chữ Pat ở trên này này. Này, tem mác cúc kêu đầy đủ, độ mới 95% nhé. Này. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 34. Chúng ta sẽ đến với một em Uniqlo màu đỏ, cotton 100%. Độ rộng 45, độ dài là 75 ạ. Độ mới thì khỏi phải bàn anh em nhỉ. Nhìn là biết nó đẹp như nào. 65-70, cân nặng 60-70. Mình sẽ làm clip rất nhanh nhé, anh em xem nó đỡ chán. Chứ còn hàng của nhà mình thì chỉ có săn mới săn được thôi nhá. Chứ không có đặt hàng sang hôm sau là còn khối. Không bao giờ còn được luôn. Hàng nó đẹp, giá lại còn rẻ nhất thị trường thời điểm hiện tại chứ. Hàng đẹp gấp đôi, giá rẻ hơn, lại còn free ship. Chơi sao được, bao mở hàng ra kiểm tra luôn. 35 ạ, chúng ta sẽ đến với một con áo của thương hiệu New Balance. Với độ rộng 45 và độ dài là 72 nhé. Áo của New Balance anh em. Cotton mỏng của New Balance. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70. Áo của nhà New Balance. Có gì để nói không? Đây. Quá đẹp. Mã này của chúng ta sẽ là mã 35. 36. Cotton mỏng nhá. 36 chúng ta sẽ đến với một con áo của Nike với họa tiết là màu vàng đen. Mặc con áo này giống kiểu cảm giác giống con rắn cằm nòng. Hay là giống một con ong. Kiểu vậy. Đây là một con áo của Nike anh em nhé. Đây. Cotton 6572, cân nặng 60-70. Và đằng sau là dòng chữ Just Do It quen thuộc của Nike. Chất liệu là 100% cotton. Mấy con này đẹp cực kỳ luôn anh em. Đây này, tem Nike ở phía dưới. Đây, logo Nike. Đấy, cho mọi người xem toàn bộ những gì có thể xem nhé. Mà con này thì hơi nổi tí thôi, Nike Team. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là anh em nào thích chơi kiểu hàng hiệu mà đắt tiền ấy, con này riêng mua con này phải gần 3 triệu một con ấy. Tiếp em ơi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 37. Chúng ta sẽ đến với Harrington. Harrington thể thao ạ. 37 nhá. Đây, độ mới 95. Màu là màu xám. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75 nhá. Đây, tag kim loại của Harrington ở đây. Còn gì để nói nữa không? Cả cái kiện nó đẹp như thế này rồi. Anh em xem cái clip mở kiện của mình ở trên cái kênh chính ấy, để biết là mình đã phải lọc ra cả nghìn con áo mới ra được người này con. 38 chúng ta sẽ đến với Nike Basic Tee Dry Fit. Với độ rộng 45, độ dài là 72. Nike Basic nhá. Đây là một con áo Dry Fit của Nike với màu đen, duy nhất là màu đen. Và có bên tay nó màu trắng này. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65kg. Mặc giúp mình mã này nhá. Áo thể thao của Nike. Quá ngon. Và quá nhiều tag, tem. Con Nike này hàng Nhật nha anh em nhé. Đây. Tem Nhật này. Đó. Tiếp. 39 chúng ta sẽ đến với The Red Face. Với độ rộng là 45 và độ dài là 72. The Red Face. Hàng thể thao của The Red Face. 1m65, 1m72, cân nặng 60, 70. Mã này là mã 39, mặc giúp mình nhá. Không có gì để bàn về độ mới đâu anh em. Mình bao mở hàng ra kiểm tra mà anh em cứ xem là cái màu nó có hợp hay không thôi. Chứ còn hàng ở nhà mình bán mười mấy nghìn con áo, không phải con số vài chục hay là vài trăm con áo. Thế nên là anh em yên tâm về chất lượng nhá. Mình luôn luôn phải giữ trách nhiệm với cái gọi là cái thương hiệu của mình và cái lớn của mình nữa. Mã 40 à, chúng ta sẽ đến với cốt tông 100% của thương hiệu Uniqlo. Độ rộng 42 và độ dài là 72. Uniqlo như thế này, xám đậm, 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65kg nhé. Mặc giúp mình mã này. Cốt tông 100%, độ mới 95%, Uniqlo. Độ rộng 42 và độ dài là 72 nhé. Anh em xem kỹ giúp mình nhé. Đó. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 41. Chúng ta sẽ đến với một con Ralph Lauren màu cam ạ. Một con khá là to với độ rộng 52 và độ dài lên đến tận 90. Con này phải 1m75 đến 1m80 anh em. 1m75 đến 1m80 và cân nặng 70 đến 80 kg nhé. Màu cam, cốt tông 100%, logo đấy ạ. Thêu 100% nhé. Tất cả đều là hàng chính hãng hết, tem mác đầy đủ cho mọi người tự check nhé. Bao check chính hãng toàn quốc ạ, cốt tông 100%, bao mở hàng ra kiểm tra. Mã tiếp theo là mã 42, chúng ta sẽ đến với một con Uniqlo, nhưng mà con này là chất liệu nó gần giống như kiểu là sờ vào nó giống lụa ấy. Con này là cốt tông mềm của Uniqlo, form body. Nó sẽ có thêm hai cái cúc ở phía hai bên này để đóng hai cái phần khuy vào nhá. Nhưng mà mình cứ dơ lên cho mọi người xem. 65, 70 là chiều cao và cân nặng là 60, 70. Con này độ rộng là 45 và độ dài là 75 ạ. Độ mới là 95 luôn. Sang tuần thì mình sẽ tiếp tục lên áo phông, nhưng mà với áo phông VIP này thì sang tuần giá của nó sẽ là 350 nha anh em nhé. Tiếp tục 43 chúng ta sẽ đến với một con còn nguyên cả tag. Con này của thương hiệu Reebok. Con này thì mã 43, độ rộng là 42 và độ dài là 68 nhé. Nguyên cả tag này. Con này để tặng 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg nhé. Nguyên cả tag. Tặng 43 để tặng 44. 44 chúng ta sẽ đến với National Geographic. Một cái tên thương hiệu rất là dài. Con này là cốt tông 100%. Con này là màu của nó là màu xám đậm. Đây, cúc của nó là cúc kim loại anh em nhé. Không phải cúc bằng nhựa. Đây. 1m70, 1m75 và cân nặng là 70, 80. Chất liệu là cốt tông có giãn nhẹ nhá. Đây này, cả cái đường thêu ở phía bên tay của nó này, đỉnh cao cho anh em, hàng hiệu. Dã man. Màu nâu đậm nhá. Mã này là mã 44 ạ. Đây anh em. Tem chính hãng này. Hàng Nhật Bản nhá. Tiếp tục. 45. Chúng ta sẽ đến với một con theo dạng dệt theo dạng tổ ong với độ rộng 44 và độ dài là 75. Con này đến từ thương hiệu BTR. Một thương hiệu khá là lạ với mọi người đúng không? Nhưng mà mình lấy con này về là bởi vì đơn giản. Mình rất là thích cái chất liệu theo kiểu dệt theo kiểu tổ ong như này, siêu mát luôn anh em nhé. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60, 70. Đấy anh em nhìn áo mới chưa? Vừa mới chất liệu lại còn ngon nhé. Nó dệt y hệt như kiểu là cái dạng vải tổ ong nó như nào thì con áo nó như thế. Đây này. Tem này. Tem. Đây em nhìn kỹ chất liệu nhé. Đây. Mặc nhầy thì không mát thì mặc cái gì mát. Mã này sẽ là mã 45, 46. 46 chúng ta sẽ đến với thương hiệu N11, N2 đấy ạ. Con này độ rộng 45 và độ dài là 70. Hàng Hàn Quốc và chúng ta sẽ có một cái con cốt tông 100%. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60, 70 mặc giúp mình nhá. Màu của nó như thế này. N2 mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi ạ. Những con mới trên 90 thì bo tay phải còn nguyên nhá. Và không sờn, không bẩn, không rách, cúc kiếc đẹp nhá. Đấy. Tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với 47 à, chúng ta sẽ đến với F2S với một con cốt tông 100%, độ rộng là 45 và độ dài là 75. F2S mã 47. Và mình cũng nói thật với mọi người luôn là không biết là mọi người nghĩ như thế nào, chứ có nhiều người sang ngày hôm sau rồi mới bắt đầu đặt, nhưng mà đặt đúng cái mã đẹp nhất thì làm sao còn nữa, không thể còn nữa. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60, 70. Và có rất nhiều người như vậy. Mình cũng nói luôn nha, trong live này tất cả những cái mã mà nó đẹp, thực sự là nó đẹp ấy, Ví dụ như là Lacoste, Nike, Adidas thì tốt nhất là hôm sau mọi người đừng có hỏi, bởi vì chắc chắn nó không còn đâu. Mà bây giờ không trả lời thì mọi người lại chửi mình. Còn nếu trả lời thì rất mất thời gian để trả lời cho hàng trăm khách hỏi về một cái mã đấy. Thế là mọi người cố gắng là săn ngay ở trong cái like này giúp mình nhá. Trả lời trong like em vẫn bị chửi cả bố cả mẹ. Đưa đây, đưa đây. Mã tiếp theo là mã 48 và chúng ta sẽ đến với một con Le Coq Sportif với độ rộng 45 và độ dài là 78, size 110. 1m68, 1m75, cân nặng là 65 đến 75 ạ. Thể thao của Le Coq nhá. Một con basic tee rất đẹp của nhà Le Coq. Nói chung là nhiều khách hàng thì vui mừng. Mình thì mình rất là hạnh phúc bởi vì có rất nhiều người biết đến mình. Nhưng mà cái việc mà nhiều người họ không mua được, họ chửi bới các thứ ấy, nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của nhân viên nhà mình. Mã 49 ạ. Chúng ta sẽ đến với độ rộng 42 và độ dài là 68 nhá. Một con Uniqlo, độ mới 95, 1m55, 1m60 và cân nặng là dưới 60kg. Cốt tông 100%. Hoặc là anh em có thể mua cho các con, các cháu của mình, với học sinh cấp 2, cấp 3 để mặc size này sẽ là vừa đấy. Mình đọc lại nhé. Độ rộng của 42 thôi và độ dài là 68. 42 là tính từ vai trái sang vai phải, 68 là tính từ cổ áo xuống dưới. Và nhân viên nhà mình kiểu bị chửi rất là nhiều, bởi vì lý do đơn giản là người ta không chốt được hàng, người ta bị cay hay bị bực ấy. Thế là ngay trong line này các bạn nên săn ở trong line này đi, và nhắn tin vào Zalo, nhắn tin vào Zalo 09696 ấy, đừng nhắn tin vào Zalo của hotline. Zalo hotline là mình là người cầm, mình làm sao có thời gian để mình trả lời được hết. Tiếp tục. Mã 50 ạ, chúng ta sẽ đến với Nepa. Một con hàng của Nepa với độ rộng 45 và độ dài là 70 nhá. Chúng ta sẽ có một cái con dạng vải cốt tông mềm thoáng khí nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70, mặc giúp mình. Độ mới là 95%. Hàng của Nepa đấy ạ. Đây, anh em nhìn mấy con hàng kiểu chính hãng nó như này cơ mà. Cho mọi người xem lại một lần nữa nhá. Mã 50 này mới chắc phải 95%. Đây nghe, Nepa. Đó. Chất liệu này cực kỳ mát và cực kỳ nhẹ luôn. Mã này mã 50 nhé, 51 em. 51 chúng ta sẽ đến với Uniqlo màu xanh rêu với độ rộng là 47 và độ dài là 72. Độ mới cũng là 95% luôn. Uniqlo dạng cốt tông của nó sẽ là đa phần là làm theo kiểu dạng cốt tông dày nhé. Thế nên là anh em nào mà không thích mặc kiểu nồi đồng cối đá thì anh em có thể chọn sang mã khác nhé. 1m65, 1m70 và cân nặng là khoảng 65kg đổ xuống rồi. Con này form body. Độ mới là 95% của Uniqlo. Và mọi người đừng có quan tâm nó made in nữa không? Made in Việt Nam, made in Campuchia hay là made in Indian cũng được hết. Nó là đất nước thứ ba thôi. Quan trọng nhất nó phải là hàng chính hãng anh em. Như thế này này. 51 ạ, 52. Còn đừng, mình nói luôn với tất cả mọi người là đừng so sánh nhà mình với nhà ai nhá. Mình không, mình ghét nhất là so sánh nhà mình với nhà ai đấy. Kiểu có nhiều người họ bảo là ui dồi ôi, sang nhắn tin sang nhà khác kiểu nhà người ta lúc nào cũng có hàng các kiểu, người ta ế thì người ta mới có hàng nhỉ. Nhà mình bán chạy thì không có hàng là đúng rồi. Tiếp tục ạ, mã 52 chúng ta sẽ đến với một con Nike cốt tông 100%, 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 nhá, cốt tông 100%. Nike. Độ rộng 45 và độ dài là 78. Bây giờ nhá, cho nhà khác cầm được một con Nike như này, mình nói thật với anh em luôn là người ta chả sướng gào ầm lên, nhưng nhà mình hàng này nhiều lắm, bởi vì ngày nào mình cũng mở 3-4 kiện phông mà. Tè ma cúc kiếc này. Hàng thường của nhà mình là hàng VIP của nhà khác, mọi người hiểu như thế là được. 53. Chúng ta sẽ đến với Uniqlo. Còn các bạn có thể tin, các bạn có thể không tin, nhưng mà các bạn nhìn cái tầm vóc và nhìn cái kênh ấy, không thể so sánh một cái kênh 21.000 người theo dõi với một cái kênh chỉ có 1.000 người hay 800 người theo dõi được. 53 chúng ta sẽ đến với Uniqlo với cốt tông 100%, độ rộng 52 và độ dài 83. Một con Uniqlo cốt tông 100% với phân khúc 1m70, 1m75 và cân nặng là 70 đến 80kg. Mặc dù mình cốt tông 100%, độ mới rất cao nhé. Mình còn đi phân phối hàng cho cả cái bọn đấy ấy. Mọi người đi so sánh mình với cả cái bọn đấy thì mình bị tủi thân, là mình bị dỗi là mình không bán đâu. Mình nói thật. Đây, Uniqlo. Mấy cái đứa bán hàng ở trên TikTok mà nó còn đang nhập hàng nhà mình ấm ầm ấy. Đấy, cứ đi so sánh mình với nhà bọn đấy. 54 chúng ta sẽ đến với Chase Cut ạ. Size 100. Cốt tông 100% của nhà Chase Cut nhá. Độ rộng 50 và độ dài là 81. Màu vàng, 1m70, 1m75, cân nặng 65-75. Chase Cut, độ mới 95. Đấy, anh em cứ nhìn hàng của nhà mình xong rồi so sánh với hàng nhà khác mà xem. Có ai dám bao cái việc cả đổi trả giống nhà mình không? Mới đét đèn đẹt này thì lo gì cái việc mở ra kiểm tra. Mã 50 năm chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger với độ rộng 42 và độ dài là 75. Con này size M này. 65-70, cân nặng 60-70. 5 4 3 2 1. Mã này là mã 50 năm. Và mình nói thẳng luôn nhé, là nhà mình không bao giờ ế hàng đâu. Mình đang biết là mình giá trị, cái giá trị của mình nó nằm ở đâu. Giá trị của mình nó nằm ở cái việc là mình cầm đầu nguồn rồi. 56 ạ. Thế đừng so sánh. Dỗi mình không bán rồi. 56 chúng ta sẽ đến với cây Swift với độ rộng là 44 và độ dài là 70. Mình biết bán hàng là phải có rất nhiều thứ, đức tính các thứ, nhưng mà mình là một thằng, cái cá tính của mình nó rất là mạnh. Thế nên là mình nói thẳng với anh em luôn là bỏ ra cả tỷ bạc để kinh doanh cái hàng này đâu phải chuyện đơn giản đâu anh em. Cây Swift. Xong là anh em cứ nghĩ là mình phải quý 200-300 nghìn lắm, giống kiểu hàng Hoàn hôm qua ấy. Bảo lấn đăng lên cho vui. Nghe nó vô lý. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65kg nhá. Mã này là mã 56. Xong có nhiều người kiểu thuyết âm mưu bảo mình lấy tiền, mình câu view để mình lấy tiền YouTube, trong khi tiền YouTube của nhà mình mỗi một tháng được có 300 nghìn tiền lượt xem từ YouTube, 300-400 nghìn. Mà cái tiền đấy mình còn không dùng cho bản thân mình nữa. Thế anh em bảo mình cần cái đấy làm gì? 57 chúng ta sẽ đến với Indian ạ. Độ rộng 42 và độ dài là 72 nhé. Một con màu nâu rất là đẹp của thương hiệu Indian. 65-72, cân nặng 60-70. Nhanh tay giúp mình nhé. Độ mới rất cao của nhà Indian. Mà nhà mình ấy, mình nói luôn là kiện VIP nó là kiện VIP. Còn giá nó rẻ hơn là bởi vì mình thích bán rẻ hơn thôi. Chứ còn kiện VIP nó vẫn là kiện VIP. Mã 57, 58. 60 con này. 58 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger với độ rộng 55 và độ dài là 95 ạ. Con này thì phải 1m75 đến 1m80 này. Con này màu xám đậm. Và cân nặng là 70 đến 85 nhá. Con này phải cao như thế bởi vì độ dài con áo này rất là to. Ai cao lều nghều thì hãng mặc mã này nhá. Mã này vẫn là cotton 100% và vẫn đảm bảo là mới trên 90, giúp mình nhá anh em. Anh em nào cao to thì chọn mã này giúp mình. Tem mác cúc kiếc đầy đủ này. Con này mua mới khoảng 1,2 triệu. Bây giờ bán 200 nghìn, mới 95%. Bảo sao nó không chạy. Mã 59 là chúng ta sẽ đến với Polerham với một con The Basic T-shirt. Một con Polerham với 100% cotton. Và cotton của nó là cotton mỏng. Hàng màu đen là đen xì nhá. 1m65, 1m70, cân nặng 60-70 với độ rộng 44 và độ dài là 68. Mặc giúp mình nhá. Con này không có cúc đâu nhá. Không anh em lại mà mất cúc. Bản chất là con này sinh ra nó đã không có cúc rồi. Và cái vải của nó rất giống với vải đũi nhá, cực mềm luôn. Này, tem đọc được từng chữ một nhá. Đấy, hàng VIP nó phải như thế này. Tiếp tục. Mã 60 ạ, lấy nốt em. Mã 60 chúng ta sẽ đến với Le Coq Sportif với một con độ rộng 50, độ dài là 80. Con này là chất liệu thể thao nhá. Màu con này là màu ánh tím kiểu tía tô ấy. Nó là màu xám. Đây mọi người nhìn hàng nhá. Đầu tiên này, cúc in logo hết nhá. Và cúc của nó là cúc jean nhé. Này, tem này. Độ mới áo này. Lại tiếp tục size M, 65-72. Cân nặng 60-70. Mặc giúp mình mã này nhá. Độ mới là trên 90 đấy. Đây. Cúc kiếc tem mác đầy đủ này. Tiếp tục em. 61. Định lên 60 thôi, lên nốt đi. 61 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Go. Và con này vẫn là cotton 100% với độ rộng là 55 và độ dài là 72. Cái logo nó khá là giống logo của Ralph Lauren. Con này hàng Hàn Quốc. Màu là màu xám lông chuột nhá. Đây anh em. GO đấy. Đây. 1m60 đến 1m65 nhưng cân nặng là 60 đến 70 nhá, bởi vì con này form rộng và ngắn. Logo khá là giống logo của Ralph Lauren này. Khá là giống thôi chứ còn thực ra nó không giống đâu. TM. Đấy, mình nói thẳng tình trạng nhé, còn cả con áo không có một vết bẩn nào đâu. Tiếp tục. 62 chúng ta sẽ đến với The Red Face với một con với độ rộng 45 và độ dài là 72. The Red Face, hàng thể thao nhá. Tất cả đều là chính hãng hết ạ. 1m65, 1m70, cân nặng 60-70, mặc dù mình mã này nhá. Độ mới là 90%. Tay nguyên luôn. Mà hàng nhà mình ấy, đây anh em nhìn này, Có một cái lớp lưới thoáng khí ở hai bên này. Bao mở hàng ra kiểm tra và bao không rách, không sờn, không bẩn. Những cái con mà mình đã nói là hàng VIP như thế này thì nó sẽ không quả cũ luôn. Tiếp tục 63. Chúng ta sẽ đến với một con áo basic tee của thương hiệu Reebok với độ rộng 48 và độ dài là 70. Chúng ta sẽ có 1m68, 1m72 và cân nặng là 60-70 nhé. Hàng của Reebok. Áo của Reebok thì giá nó khoảng 800-900 nghìn thôi, không đắt lắm đâu. Nhưng mà con này chỉ có 200 thôi, mà độ mới là 95 nhé. Đó. Mọi người muốn xem gì không? Tay em dưới nhé. Cho xem hết. Đó, con này không có tem dưới em. Con này không có tem dưới, chỉ có tem trên thôi. Và chỉ có cái đường line ở phần áo này nó in logo thôi. Anh em đợi mình tí mình xem nó bị cắt hay là bởi vì nó không có, bản chất là nó không có tem. Đây anh em, phía mặt trong của nó này, thêu này. Bản chất ở phía dưới của con này là không có tem nhé, không phải bị cắt đâu. Đó, có sao mình sẽ sâu hết như thế nhé, mình không giấu giếm cái gì đâu. Và mã 64 ngày hôm nay cuối cùng sẽ là một con Lacoste màu xanh dương với độ rộng 40 và độ dài là 73. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70. Mã này sẽ để tặng cho ai mua nhiều áo nhất trong cái clip này nhá. Vẫn là như vậy thôi, vẫn đảm bảo tất cả mọi thứ trên 90%. Cô tông 100%. Ok, và mã 64 ngày hôm nay sẽ là mã cuối cùng của clip VIP của ngày hôm nay. Tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục lên áo, nhưng mà giá áo tuần sau sẽ là 350 nghìn nhá. Đấy, đây là mình nói trước ấy, đây sẽ là cái clip cuối cùng ở trong đầu tuần này. Đầu tuần này thì mình cũng không biết là cuối tuần này mình có về thêm kiện nào không. Nếu mà về thì mình cũng sẽ để giá rẻ hơn một chút cũng được. Nhưng mà sang tuần sau thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn đấy. Bởi vì là những cái kiện cuối cùng về Việt Nam thì mình cũng đã cầm hết rồi. Và mình cũng nói thẳng luôn là tất cả những con áo này nếu mà để bán bình thường thì giá nó sẽ phải là 350. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau săn với mã từ 1 đến 64 nhé. Và anh em hãy vui lòng liên hệ vào cái Zalo 0969625552, đừng có liên hệ vào Zalo hotline làm ơn đi ạ. Bởi vì cái Zalo hotline là Zalo cá nhân của mình và mình không có check đơn hàng ở trên đấy được. Và về sau nếu mà có làm ấy, thì mình sẽ thông báo riêng ở trên cái kênh YouTube riêng của mình. Khi mà có một bạn nào đấy quản lý cái Zalo phụ đấy để có thể chốt đơn hàng ở trên đấy. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với kênh của Cường Kiên Thân. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau nhé. Bye bye.